Run. Xin chào các bạn. Hôm nay mình mới bắt đầu mình gieo hạt lơ baby. Thì mình định trồng ra những cái dãy thùng như thế này. Mà mình trồng bắp cải sớm thì bắp cải sớm cũng đang chuẩn bị sắp được ăn rồi. Nên mình cứ ươm dần hạt lơ baby là vừa. Nghe nói cái hạt lơ baby này thì ăn cũng rất là ngon. Và cũng lơ cũng là lơ màu xanh. Nghe lời đồn là ăn rất là ngon và bền. Thì năm nay mình thử gieo xem. Gieo để kịp ăn Tết là vừa. Đây mình đến gần mình quay cho các bạn xem cái hạt lơ baby này. Đây là cái hạt lơ baby đấy các bạn. Bé bé như hạt cải và màu vàng vàng nâu nâu. Đây mình che cho các bạn xem đấy. Hạt này mình được tặng. Mình bảo trồng khoảng 20 cây. Thì bạn mình cũng tặng khoảng hơn 20 hạt thôi. Cũng không nhiều. Thì mình dự định là mình gieo ra một dãy thùng này và một dãy thùng bên này mình đang trồng cải chip. Mình mới tách cải chip ra mình trồng được khoảng hơn chục ngày mà cải cũng sắp được ăn rồi. Và bên này đây các bạn có thể thấy bắp cải đây cuộn rất là chắc và to rồi, cũng sắp ăn dần được rồi. Đấy các bạn có thể thấy bắp cải rất là ngon đây cơ. Nên hôm nay mình gieo cái hạt lơ baby này xong là thu hoạch bắp cải xong là vừa. Đấy, còn thùng này mình để không này, cái cây bông mã đề mọc rất là tốt này. Cây này nấu canh ăn rất là mát. Đấy, để mình tóm hẳn tay này. Đây phải được tầm 2 cân đấy các bạn ạ. Bắp cải mình tự trồng cuộn chặt và đẹp lắm. Đấy, một thùng to như thế này mà mình trồng một cây bắp cải để mình cải tạo đất mà. Thùng này thùng 40 x 60, thùng to đấy ạ. Thường thường là mình trồng hai cây cà chua nhưng mà năm nay mình không trồng cà chua ra đây nữa thì mình sẽ trồng lơ baby. Mỗi thùng này mình trồng hai cây xem. Còn đây là bắp cải mình mới trồng. Bắt đầu vào cuộn. Như cây này thì bắt đầu cuộn bé bé xinh xinh. Đấy, tiếp trong đấy. Còn những cây ở dưới này thì mình trồng trước. Những cây dưới này thì mình trồng trước thì nó cuộn to hơn. Cũng bằng bát ăn cơm rồi. Đấy. Còn đây là cây đu đủ tự mọc ở trong vườn mình. Mọc xen vào cái chậu trồng cây hoa nhài. Chậu bé tí đấy. Mình cứ chăm bón phân. Thế là cũng ra hoa đậu quả. Rất là sai. Đấy, từ giờ đến Tết là đu đủ chín là vừa. Đầu tiên để gieo hạt lơ baby taki này nhanh nảy mầm thì đầu tiên mình sẽ ngâm trong nước ấm ấm. Ngâm trong nước ấm thường thường thì mình sẽ pha với tỷ lệ là 2 sôi 3 lạnh. Nhưng mà mình pha quen rồi thì mình cứ sờ tay này nó cảm giác là hơi ấm ấm tay là ok. Sau đó mình ngâm từ 2 đến 4 tiếng xong mình sẽ dùng khăn ướt. Mình ủ hạt như mình đang ủ hạt bên này đấy ạ. Thì cái hạt lơ này thì mình được tặng. Ra mình ngâm. Ngâm từ 2 đến 4 tiếng xong mình bắt đầu mình ủ. Xong rồi mình gieo giờ thu hoạch xong bóc cải. Xuống cây lơ con là vừa. Rồi ok. Mình sẽ ngâm ở đây từ 2 đến 4 tiếng. Và sau khi ngâm từ 2 đến 4 tiếng xong, mình sẽ chắc cái nước này đi. Mình ủ cái hạt lơ baby này. Như mọi lần mình vẫn dùng cái khăn giấy ướt này. Mình ủ rất là tiện lợi. Khăn có độ ẩm vừa phải mà khăn cũng đã được tiệt trùng sạch sẽ. Nếu mà ủ hộp kín ấy, các bạn cho vào hộp ủ. Cho các bạn đậy nắp kín là luôn giữ được độ ẩm
chứ không bị mất hơi ẩm hay là bị khô khăn, nên là mình cứ ủ bằng cái này xong mình đậy kín, và khăn lúc nào của nó cũng có một cái độ ẩm vừa phải, đỡ phải thêm nước hoặc là tưới thêm. Không có gì đâu, không có gì ăn được đâu, ngửi cái gì, đi chỗ khác chơi. Đây, mình để vào đây. Và để lốt cái hạt ủ này của mình vào đây nữa. Nếu mà cái khăn này nó khô quá nhá, các bạn chỉ búng búng tí nước vào thôi, chứ để cho nó ẩm lại khăn thôi, chứ các bạn không nên tưới sũng quá khăn này nó ẩm quá nó gây ra thối hạt, hỏng hạt đấy ạ. 2000 years later. Đây là cái khay mình ủ hạt lươn xanh đấy bạn, lươn xanh baby. Sau 4 ngày ủ thì hạt đã nảy mầm rất là đẹp rồi. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình gieo vào các cốc ươm mình chuẩn bị sẵn ở đây. Đây các bạn có thể thấy đa số là đã nảy mầm hết rồi. Thì mình chuẩn bị đất ươm này thì cũng là đất cũ, mình xử lý rắc vôi bột lại. Xong là mình trộn cho tơi xốp lại thôi, chứ mình cũng không có gì cầu kỳ cả. Cái chủ yếu là đất nó phải sạch và tơi xốp. Các bạn ủ các bạn trộn đất để ươm cây, ươm hạt như thế này thì các bạn chỉ cần ít phân thôi nhá, chủ yếu là đất được sạch bệnh và tơi xốp là ok. Khi ươm hạt giống thì các bạn lưu ý là các bạn để ý cái hướng cái mầm này nhá. Hướng cái mầm này này thì khi mà các bạn đặt vào cốc ươm thì các bạn đặt cái phần rễ thò ra, nó cắm xuống dưới như thế này. Thế, xong các bạn phủ một lớp đất mỏng lên thì khi mà rễ nó lẩy mầm nó thò ra, nó cắm thẳng xuống dưới đất thì cây nó sẽ ngóc lên được nhanh hơn và dễ dàng hơn. Sau khi gieo hạt xong, các bạn nhớ phun sương giữ ẩm nhé. Phun sương giữ ẩm hàng ngày thì các bạn cứ thấy cái mặt đất này nó khô thì các bạn phun sương giữ ẩm. Các bạn lưu ý là chỉ phun sương để giữ ẩm thôi, chứ các bạn không nên tưới quá nhiều. Tưới quá nhiều cái đất này nó sũng nước, nó cũng gây ra thối hạt và hỏng hạt giống đấy ạ. Xin các bạn lưu ý. 2000 years later. Và đây là hạt lơ xanh baby mình gieo sau 1 tuần đấy ạ. Nảy mầm cũng rất là đẹp. Cây con có cây lên trước có cây lên sau nên phát triển cũng không đồng đều nhưng cây rất cân đối và đẹp. Và đây là cây lơ sau khoảng 20 25 ngày mình ươm gieo, đây lứa mình ươm trước đây. Thì cây đã lên rất là đẹp rồi và cây này bây giờ các bạn có thể đem trồng ngay. Đây mình có ươm su hào và một chút lơ xanh baby trước. Đây mình gieo sau. Và bên này là cà chua mình gieo. Và cuối cùng video clip chia sẻ cách gieo hạt lơ baby của mình đến đây xin phép được kết thúc. Các bạn xem video có chỗ nào không hiểu thì xin để lại câu hỏi và lời nhắn ở dưới phần bình luận của video. Mình sẽ trả lời đầy đủ và dễ hiểu hơn. Xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.